bé tròn rồi, mắt rất là tinh anh, tròn xoe này, không thể làm mà chạm đến người, phun lắm. Cho bánh quy thì ăn ngay, chạm người là né ngay. Chim hoang dã mà khôn hơn chim nhà. Đấy, chúng ta vừa thấy cái màu màu vàng để xòe ra như cái quạt đẹp lắm. Trong mình này bài vệ chưa? Kinh quá bộ râu này. Bộ râu rất oai. Hết bát tư cộng công. Veo hết cả hộp bánh quy rồi. Tốn kém lắm nha, không phải vừa đâu. Dân thường là cho ít bánh mì thôi, vì bánh mì rẻ. Bánh quy để khá là ngon, trên là kem nghiện rồi. So smart, I try to touch, but cannot. Yeah. Sao là nếu mà chạm vào nó là kem mổ ngay đấy. Thấy không? Thấy ông chủ ra phát là bay đến ngay. Đó. Ông chủ trông bia. Be careful đi. He will be drunk and cannot fly. Yes, so dangerous. Cannot fly, so die soon. Wow, có cả tù bia này. Ông xã mời bia đây. Nha Na bảo cẩn thận, em mà say là em sẽ ngã lăn quay rồi, hy sinh ngay. Không được, không ổn. Đông quá. Biết đấy. Nào. Có vẻ như không khát mà chỉ đói thôi. Chinh chiến mà.